Thưa quý vị, chùa Suri Sofan là ngôi chùa hết sức độc đáo, khác biệt hoàn toàn với những ngôi chùa khác ở xứ sở chùa vàng. Wat Suri còn được gọi là đền bạc vì toàn bộ bề mặt của ngôi đền từ trong ra ngoài đều được giác bạc lấp lánh bằng thủ công. Wat Suri được xây dựng từ những năm 1500, thế nhưng mãi đến năm 2008 thì đền mới bắt đầu được mạ bạc toàn bộ. Tường, trần, nhà, tượng đều ốp những miếng bạc điêu khắc thủ công của các thợ bạc lành nghề địa phương. Trong chánh điện, các bức tường được lót bằng các tấm bạc và các khung cảnh mô tả sống động về cuộc đời Đức Phật. Một pho tượng Phật lớn được đặt tại đây. Bên cạnh bàn thờ là một bục giảng lớn được trang trí công phu được gọi là Busabok. Các chi tiết tinh xảo, sắc nét được lau chùi mỗi ngày nên càng lâu đời. Đền Sri Sufan càng sáng. Mỗi thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, sẽ có một buổi thuyết giảng Phật giáo tại đây, bắt đầu từ 17 30 phút đến 19 giờ. Ngôi chùa còn có bức tượng vị thần Hindu đầu voi Phra Pikanet ngồi dưới một cây dù bằng bạc đặt trước cửa đền. Đối với người Thái Lan thì đây là vị thần giúp loại bỏ các chướng ngại vật mang đến vận may và sự thành công trong công việc. Theo phong tục nơi đây, phụ nữ không được vào chính điện, họ chỉ có thể đi loanh quanh ngắm cảnh bên ngoài. Ngôi chùa nằm ở trung tâm làng thủ công Mỹ Nghệ, xung quanh đền là các xưởng làm bạc, thủ công địa phương. Nơi đây được xem như một nơi quan trọng để lưu giữ và duy trì nghề thủ công chế tác bạc truyền thống của người dân Chiang Mai. Các gian hàng đồ thủ công Mỹ Nghệ trải dọc trên đường đến ngôi chùa. Khách du lịch hành hương khi đến tham quan chùa sẽ được thấy các nghệ nhân đang làm việc ở trung tâm nghệ thuật Lana cổ, có tên tiếng Thái là Salasipulana và du khách đến đây có thể mua những món quà thủ công bằng bạc được chế tác tinh xảo và đẹp mắt để làm quà kỷ niệm